Các bước mở khóa ứng dụng trên TV Samsung năm 2023. Bước 1, bấm phím Home trên điều khiển để về màn hình chính, chọn cài đặt, bấm OK. Bước 2, di chuyển mũi tên sang bên phải, chọn tất cả cài đặt, bấm OK. Bước 3, di chuyển xuống mục tổng quát và riêng tư, bấm OK. Bước 4, chọn cài đặt của cha mẹ, bấm OK. Bước 5, chọn cài đặt khóa ứng dụng, bấm OK. Trên màn hình sẽ hiện ra các ứng dụng bị khóa có hình ổ khóa, để mở khóa ứng dụng, chúng ta chọn ứng dụng cần mở khóa. Ở ví dụ này mình chọn mở khóa ứng dụng Vieon. Bước 6, chọn ứng dụng Vieon cần mở khóa, di chuyển xuống mở khóa, một bản mở khóa mã pin hiện ra, bạn nhập mã pin vào và bấm OK. Biểu tượng ổ khóa trên ứng dụng Vieon đã mất. Giờ bạn vào ứng dụng sẽ không còn thông báo nhập mã pin nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo